Xin chào tất cả anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay em sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới chị quý vị và các bạn một mẫu xe 5 chỗ nhỏ gọn, nhập khẩu, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và đang đứng đầu trong doanh số bán ra ở mẫu phân khúc hạng A. Đó là một chiếc Hyundai i10. Thì đối với dòng xe này được lựa chọn rất là nhiều vì là nó rộng rãi cũng như là tiết kiệm nhiên liệu, lành máy và form dáng nó cũng khá là đẹp. Thì đối với dòng i10 này, hay là Fadin hay là Morning thì nó đều cùng phân khúc hạng A, nhưng tuy nhiên thì Fadin nó sẽ ăn nhiên liệu hơn một chút và Morning thì nó lại nhỏ hơn i10 một chút. Đó, thì đối với dòng xe này thì đang là mẫu xe được lựa chọn nhiều nhất. Đây là một chiếc xe nhập 2016, bản số sàn, bản đủ, đầy đủ về xi nhan gương này, la răng đúc, đèn gầm, cảm biến lùi, tích hợp vô lăng. Đây, toàn bộ phần đầu này, hệ thống pha đèn, đèn gầm này, biển 20, 2016, xe nhập khẩu, màu trắng, một màu mà khá là đẹp và nổi. Thì đây là toàn bộ nội thất thì vẫn là nội thất nỉ nguyên, nỉ hai màu. Đây, gương kính chỉnh điện, có gương kính chỉnh điện này. Đây, toàn bộ vô lăng này, nội thất nỉ nguyên, hệ thống củ số này. Thì đối với dòng i10 này thì nó cũng có hai bản, một bản thiếu và bản đủ. Thì đối với chiếc xe bản thiếu thì củ số nó sẽ là củ nhựa này, không có tích hợp vô lăng, và tay nắm cửa thì nó sẽ là tay nhựa chứ không phải tay mạ chrome như thế này. Đó, đây là chiếc xe đầy đủ về màn hình, điều hòa này và đề start top. Đây, toàn bộ mặt vô lăng, hệ thống bóng khí này, tích hợp vô lăng. Đó, đây, gương kính chỉnh điện, tất cả nút bấm vẫn còn rất là sắc nét. Đó, tay nắm mạ chrome. Đây, toàn bộ tổng thành xe và trần nỉ nguyên. Đây, toàn bộ phần trần này nỉ nguyên. Đó, và nội thất phía sau này, tất cả nội thất đều là nội thất nỉ nguyên bản từ nhà sản xuất. Đó, hai màu, đó là màu trắng và màu đen. Thì đối với đời bản 1.2 đời cao thì nó sẽ là nội thất đen đỏ. Đó, toàn bộ tổng thành xe này, xe không qua dịch vụ taxi và toàn bộ nút bấm này, đó, nó chỉ hơi bị bai bai màu một chút thôi. Đây, toàn bộ mặt vô lăng sần nguyên, logo sáng, hệ thống bóng khí và toàn bộ phần da, đó, mặt đồng hồ. Thì đối với dòng xe này thì quý vị và các bạn có thể tham khảo để lựa chọn về chạy gia đình hay là chạy thêm dịch vụ đều ổn. Đó, một chiếc xe mà không có lỗi, keo chỉ nguyên. Đây, toàn bộ ốc cánh cửa này, đó, toàn bộ khóa cửa này. Đó, bản đủ, xi nhan gương, la răng đúc, toàn bộ hệ thống la răng này và toàn bộ hệ thống khoang máy. Thì đối với chiếc xe này nó là xe nhập bản đủ, bản 1 chấm. Đó, máy nguyên luôn. Đây, tất cả những con ốc này. Đó, về độ tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này thì hiện tại nó đang chạy trung bình khoảng 5-6 lít 100 cây, phù hợp cho anh chị quý vị và các bạn về chạy công việc hay là chạy thêm dịch vụ taxi đều ổn. Đây, toàn bộ tai đèn rằng giật và hệ thống keo chỉ lắp cabo nguyên bản. Đây, toàn bộ nguyên này. Thì đây là video em đã quay và giới thiệu tới anh chị quý vị và các bạn một chiếc Hyundai i10 2016, xe nhập khẩu, số sàn, bản đủ và hiện tại đang có giá là 262 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại em để phía dưới màn hình hoặc đến salon Mạnh Ô Tô, km số 6, Xuân Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị, quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.